manh động điều khiển xe tải tông vào xe của lực lượng cảnh sát giao thông khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra tải trọng. Lô Văn Tuấn, 25 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại quốc lộ 48G thuộc địa phận xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tổ công tác công an thị xã đã phát hiện xe ô tô tải do Lô Văn Tuấn điều khiển lưu thông theo hướng quốc lộ 1A Nghi Sơn có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tài xế không chấp hành và tiếp tục cho xe di chuyển. Tổ công tác sử dụng xe tuần tra để bám sát và tiếp tục ra tín hiệu dừng xe. Lô Văn Tuấn cố tình điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của tổ công tác, rồi tiếp tục điều khiển xe chạy lùi 700m và quay đầu bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Lô Văn Tuấn đã điều khiển xe vào sân bãi của một công ty đóng trên địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuấn bị bắt giữ sau đó.